Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với CFD Engineer. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài vẽ 2D trong Sketch phần 3. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục có hai nội dung mới, đó là một các lệnh cấp cao hơn và khái niệm input. Hôm trước chúng ta đã học các lệnh cơ bản như là vẽ các đường thẳng, các đường nét và một số các lệnh hiệu chỉnh đường vẽ. Thì hôm nay những cái lệnh chúng ta học sẽ có độ phức tạp cao hơn một chút và yêu cầu chúng ta phải để ý hơn một số cái khái niệm về input. Và hai đó là chúng ta sẽ đi thẳng vào nhóm lệnh nhân bản các chi tiết vẽ. Thì đối với nhóm lệnh nhân bản các chi tiết vẽ này sẽ có 3 lệnh dùng để nhân bản các chi tiết vẽ. Một đó là lệnh mirror, tức là nhân bản theo hướng đối xứng qua một đường thẳng. Thứ hai đó là lệnh linear sketch pattern, tức là nhân bản tuyến tính, nhân bản theo hướng một đường thẳng. Và lệnh thứ ba đó là circular, tức là nhân bản theo hướng xoay tròn quanh một cái tâm tùy chọn. Thì đối với cái nhóm lệnh này, các bạn chú ý là nó sẽ nằm ở phía bên trên phía tay phải của cái tab sketch, và đây cũng là cái nhóm lệnh cơ bản cuối cùng trong cái tab sketch của chúng ta. Nhóm lệnh cơ bản cuối cùng thôi các bạn ha, không phải là những cái lệnh cuối cùng. Trên tab sketch này tất nhiên sẽ còn một số cái lệnh nữa, nhưng khi mới học thì chúng ta chưa cần tới những cái nhóm lệnh đó. Những cái nhóm lệnh đó sẽ dùng để phục vụ cho việc vẽ sketch ở những cái bản vẽ phức tạp hơn. Và đối với những cái lệnh vẽ về hiệu chỉnh thông thường, đây là cái nhóm lệnh cuối cùng rồi. Và các bạn lưu ý là trong đây, trong cái số cái nhóm lệnh này, nó có một cái lệnh trong đây đó là move entity. Thì đây là cái nhóm lệnh để di chuyển các cái chi tiết vẽ và đặt vị trí cho các cái chi tiết vẽ. Thì về cái nhóm lệnh này nó nằm ở dưới cuối này, cuối trong cái phần này, thì mình sẽ đưa vào video sau. Về video này các bạn chú ý giúp mình cái lệnh mirror entities và trong cái nhóm linear sketch pattern thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sang chuyển sang SolidWorks để có cái nhìn trực quan hơn. Thì để bắt đầu, chúng ta tiến hành tạo một part mới tương tự như những bài trước. Chúng ta vô new và chọn part. Ok. Mình sẽ tiến hành vẽ trên mặt phẳng phía trước, tức là front plane. Các bạn có thể chọn bất cứ mặt phẳng nào các bạn muốn muốn vẽ. Và đầu tiên chúng ta tất nhiên là chúng ta sẽ đi vô cái lệnh mirror. Thì để mirror mình sẽ vẽ ra trước một số thứ ở đây. Mình sẽ vẽ trước một hình đơn giản là hình vuông. Thì trước khi vô cái nhóm lệnh mirror này, cái nhóm lệnh nhân bản này, thì ngay trong lệnh mirror này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái khái niệm mới mà các cái lệnh trước các bạn sẽ chưa gặp, đó là khái niệm input. Thì đây là một cái khái niệm nó sẽ gắn với cái nhóm lệnh cấp cao hơn. Thì mình nói cấp cao ở đây tức là những cái nhóm lệnh này từ từ cái nhóm lệnh nhân bản trở đi ha, các bạn có thể hiểu là nhóm lệnh cấp cao cao hơn, tại vì nó cao hơn những cái lệnh vẽ thông thường trước của bạn, không có phải là nó là cái gì đó cao siêu hơn, mà các bạn sẽ cần để ý nhiều thứ hơn một chút. Tại vì các bạn sẽ thấy để là đối với những nhóm lệnh cơ bản này, các bạn chỉ cần ấn nó, các bạn muốn vẽ cái gì các bạn chỉ cần nhấn vô lệnh và các bạn thực hiện thôi là xong lệnh vẽ. À, các bạn không có đối tượng nào để nhắm vô cả, đối tượng duy nhất các bạn nhắm vô là cái mặt phẳng. Nhưng mà khi các bạn lên lệnh mirror và chúng ta thực hiện, chúng ta sẽ bắt đầu ấn cái lệnh mirror này, các bạn sẽ thấy có một cái tab bên trái nó hiện ra. Và cái tab này á, từ những cái nhóm lệnh này trở đi, nó sẽ luôn có những cái ô vuông, à ô hình chữ nhật. Các bạn có thể nhấn vô để thay đổi cái ô. Và cái ô này người ta gọi là input cho cái phần mềm. Nó hiểu là các bạn đang muốn làm gì với cái lệnh đó. Các bạn hiểu là SolidWorks thực ra là một phần mềm lập trình. Và cái việc các bạn vẽ cho nó, các bạn thực hiện lệnh cho nó, thực ra là các bạn đang lập trình cho nó hiểu là các bạn muốn gì. Thì một lệnh nó phải có đối tượng, nó phải có những cái điều chỉnh, cho nên là nó sẽ có những ô để các bạn input. Thì ô này thực ra không phải là để các bạn đánh đánh chữ vô đây, mà là khi các bạn chọn đối tượng, thì đối với lệnh mirror ngay đây, thì để mirror được, đầu tiên các bạn phải có một cái đường thẳng, các bạn muốn nó đối xứng qua đâu. Thì ở đây mình sẽ chọn, để chọn cái đường thẳng trong cái đối tượng đó, thì mình sẽ chọn cái đường thẳng đối xứng là đây, là cái đường thẳng nét đứt này. Và mình sẽ chọn những cái đối tượng mình muốn
mirror qua, tức là mình muốn đối xứng qua, tức là sẽ là cái hình chữ nhật này đó, là mình sẽ chọn trong đây. Thì khi các bạn chọn đối tượng cho cái mục nào, chọn đối tượng input cho mục nào, các bạn phải ấn vào cái ô đó để sang lên. Thì đối với mirror ở đây chỉ có hai cái, đó là entities to mirror, tức là những cái đối tượng các bạn muốn muốn đối xứng nó qua một cái đường thẳng, và hai cái đường thẳng các bạn muốn nó đối xứng qua. Thì đây nghe hơi rối nhưng mà các bạn hiểu như thế này. Khi các bạn vẽ lớn lên thì ở đây chỉ có một đường thẳng là đường nét đứt này thì không nói, nhưng khi các bạn vẽ được, bạn vẽ lớn lên thì có rất là nhiều đường thẳng nét đứt khác nhau, nhiều đường thẳng khác nhau, phần mềm không thể nào biết được các bạn muốn nó mirror qua cái đường nào. Sẽ có nhiều trường hợp khi các bạn chọn vô lệnh nó bắt sẵn cho các bạn một cái đường thẳng nào đó, nhưng lâu lâu nó sẽ bắt sai, thực ra là nhiều lúc nó sẽ bắt sai luôn. Cho nên các bạn khi mới vẽ lâu lâu các bạn không để ý cái tab bên trái này, nhưng mà sau này thì nó nhiều lên các bạn sẽ phải để ý nhiều hơn, các bạn tập thói quen, tại vì tab bên trái rất là quan trọng đối với những cái lệnh cao hơn nữa ở trên 3D nữa. Thì tiếp đó là mình chọn những cái đối tượng để mirror, mình sẽ chọn bấm vào cái ô cho nó sáng lên và sau đó bấm vô cái vạch mình mirror. Ở đây mình vừa bấm một phát vô giữa cái hình vuông hình chữ nhật này, nó đã nhận cho mình luôn là toàn bộ hình chữ nhật đó. Thì các bạn hiểu là trong hình vuông á nó có một chức năng, đó là nếu mà cái vạch đó nó đóng kín, các bạn chỉ cần nhấn vô giữa cái vạch đó, nó sẽ chọn hết toàn bộ những cái đường thẳng, những cái nét tạo nên cái vạch đó cho các bạn không cần nhấn. Thì ở đây mình sẽ tiến hành hiệu chỉnh, tức là không phải lúc nào các bạn cũng muốn nó nhân bản hết một đống khi bạn nhấn vô, cho nên người ta mới đặt ra cái box này, người ta là box input để các bạn không chỉ input mà các bạn còn hiệu chỉnh nữa. Ví dụ đây là line 4, line 4 là line này, nó sẽ đậm hơn các line khác, các bạn bấm vô, mình không muốn nó nhân bản cái này, mình chỉ cần click chuột phải và nhấn delete. Các bạn sẽ thấy cái phần đó đã hết được tô xanh lên. Và lần này trên review thì những cái nhóm lệnh này nó sẽ có preview các bạn ha. Cái nhóm lệnh cấp cao này trở đi nó sẽ có những cái preview cho các bạn để các bạn thấy kết quả của nó trước. Nó sẽ hiện lên màu vàng ở đây. Và thường preview nó luôn luôn hiện ra, chỉ khi nào các bạn đang bị lỗi hiện học nó sẽ mới không hiện ra. Thì mình sẽ ấn OK và các bạn thấy kết quả. Có mirror đúng với những gì mình đã chọn và qua cái đường thẳng nét đứt này. Và nếu các bạn trong một số trường hợp các bạn mirror bị thiếu, các bạn hoàn toàn có thể mirror tiếp cái mà nó đang thiếu, các bạn lỡ quên ấn đó thì các bạn hãy chọn tiếp lệnh mirror và entities to mirror, các bạn chọn cái thứ mà các bạn muốn nó nhân bản qua, rồi nó chọn cái đường thẳng đối xứng và xong. Các bạn ấn enter hoặc là ấn dấu tích chữ V để hoàn thành cái lệnh đó. Thì chúng ta đã có hai hình chữ nhật đối xứng với nhau. Thì tiếp theo các bạn sẽ cần lưu ý về bản chất của lệnh đối xứng, đó là nó sẽ tạo ra hai đối tượng hình học đối xứng qua một cái đường thẳng và nó liên kết với nhau. Mình sẽ biểu diễn cho các bạn thấy nó liên kết như thế nào. Thì mình sẽ bấm chọn cái hình chữ nhật bên trái và mình di chuyển nó. À, và các bạn sẽ thấy một điều xảy ra, nó như là một cái gương. Thì đây tức là hai vật này đang liên kết với nhau. Thì đây cũng là một cái bản chất của lệnh đối xứng. Thì thực ra đối xứng nó chỉ là một cái bài toán mà nó liên kết giữa hai cái hình hai bên với nhau. Và khi các bạn thay đổi cái hình bên này, hình bên kia cũng thay đổi theo. Đây là mình đang di chuyển, nó sẽ thay đổi vị trí. Tuy nhiên khi mình cho cái hình bên này nhỏ lại bằng cách nắm một cái điểm của hình chữ nhật này và kéo thì hình bên kia cũng nhỏ lại theo. Thì cái việc này nó liên quan gì đến sau này các bạn thiết kế? Ở chỗ là các bạn sẽ khi các bạn vẽ bằng Miro, nó sẽ có ràng buộc với nhau, nó sẽ liên quan nhau ở hai bên. Không chỉ bên trái đây là cái vạch chủ mình vẽ, mà cái vạch bên phải khi mình kéo nó cũng sẽ thay đổi lại cái vạch cũ nữa. Thì cái việc này nó dẫn đến một cái là khi các bạn ứng dụng lệnh Miro, các bạn phải cân nhắc xem là có nên dùng mirror hay không, những cái vạch nào nó thực sự tương xứng với nhau. Còn nếu nó không thực sự tương xứng với nhau, các bạn phải biết chọn những chỗ nó tương xứng với nhau và những chỗ nào không tương xứng các bạn bỏ đi. Nếu không thì sau khi các bạn vẽ mirror, các vạch sẽ bị liên kết với nhau và các bạn không muốn nó tương xứng, cũng rất khó để xử lý. Rồi tiếp đến là
đến cái đường trong Miro. Thì cái đường để các bạn đối xứng, các bạn thấy đây là mình vẽ là một cái đường nét đích. Tuy nhiên á, thì nó có thể đường nét liền ha. Ở đây thì mình không muốn xóa nó đi để vẽ lên đường nét liền, cho nên mình sẽ bấm vào cái đường đó và nhìn cái tab ở bên trái này, ở dấu option, ở phần option for construction, các bạn bỏ đi, bỏ tích đi, nó sẽ trở thành một đường đường liền. Thì các bạn sẽ thấy là nó vẫn tương tự. Ở đây mình chỉ muốn nhắc các bạn là cái Miro này nó có thể thực hiện trên đường nét liền ha, không, miễn là đường thẳng là được, không cứ gì phải là đường nét đích. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành xóa vạch này đi, thì biểu diễn cho các bạn một hình nữa. Các bạn có thể vẽ bất cứ hình gì mà các bạn muốn ha. À, mình khuyên các bạn nên thử vẽ những cái vật nào nó có tính đối xứng trong nhà để luyện tập thôi. Thì lần này mình sẽ vẽ một hình có đường cong. Thì đường cong các bạn có thể dùng lệnh line ở đây để vẽ rất là đơn giản. À, và mình sẽ tiến hành mirror. Thì trong cái lệnh mirror này và nói tất cả các lệnh nói chung, thì có một nội dung nữa các bạn cần nắm, đó là cái việc các bạn chọn đối tượng hay là chọn lệnh trước. Để thực ra cách nào cũng được. Hồi nãy các bạn thấy cái quy trình mình làm đơn giản, đó là mình sẽ chọn lệnh trước, sau đó chọn đối tượng, rồi sau đó chọn đường thẳng đối xứng. Tất nhiên các bạn hoàn toàn có thể chọn đối tượng trước. Ở đây các bạn thấy mình đã chọn cái đối tượng cho nó sáng đây, sau đó mình mới chọn lệnh. Thì ở đây lệnh sẽ tự hiểu những cái đối tượng này, thì đối tượng các bạn muốn nó được đối xứng qua bên kia. Tại vì để đối xứng được thì chỉ cần một đường thẳng thôi, mà các bạn chọn rất nhiều đối tượng thì phần mềm tự nhiên nó sẽ tự hiểu là các bạn muốn đối xứng nó qua rồi, chứ nó không phải đường thẳng đối xứng. Chúng ta thực hiện tương tự, chúng ta chọn nốt cái đường thẳng làm tâm đối xứng và chúng ta sẽ được kết quả. Tuy nhiên cái việc chọn lệnh trước này nó có một bất lợi. Mình sẽ xóa cái đối xứng bên phải đi để thực hiện lại lần này một lần nữa. Nếu các bạn chọn đường thẳng trước và sau đó các bạn mới ấn Mirror, khả năng sẽ có những lúc phần mềm nó nhận cái đường thẳng đó vào là Mirror About. Thì lúc này các bạn phân biệt, đó là cái đường thẳng này là cái đường thẳng các bạn muốn nó mirror, muốn nó đối xứng qua, hay là các bạn hay là cái đường thẳng tâm làm tâm đối xứng. Đó là cái mà phần mềm có thể nó sẽ lẫn lộn. Đó là lý do tại sao mà khi các bạn thực hiện lại, các bạn luôn luôn phải kiểm tra lại những cái đối tượng các bạn bỏ vô input để xem nó có đúng hay chưa. À, thì ở đây nó đã nhận sai cho mình, các bạn thấy không? Mình muốn cái đường thẳng này là đường thẳng để làm tâm đối xứng, nhưng nó nhận vô phần entity to mirror. Và nếu lúc này á, mình tiến hành chọn tiếp cái chi tiết mình muốn nó mirror sang, thì lần này mình sẽ mirror, nó sẽ không ra cái gì cả, tại vì cái hộp ở dưới hồi nãy mình chưa có chọn. Nếu các bạn không để ý thì các bạn sẽ không hiểu tại sao nó bị lỗi như là như vậy. Thì các bạn hãy cố gắng lưu ý phần này. Và đó là phần giới thiệu chung về các lệnh cấp cao và lệnh mirror. Các bạn có thể thấy sau đó về cuối cùng trong phần Miro này có một cái cuối cùng mà mình cần các bạn để ý nữa, đó là một cái phần về bản chất của việc Miro. Mình sẽ tiến hành lại lệnh một lần nữa, các entities Miro about, thì các bạn thấy là cái đường tâm của mình đây, mình sẽ tiến hành di chuyển cái đường tâm này. Thì trong số cuộc thì các bạn cũng biết là khi các bạn vẽ một đường thẳng đứng, nó sẽ tự nhận cho các bạn đường đó khóa thẳng đứng luôn. Thì mình sẽ nói thêm về phần đó trong những cái video tiếp theo. Nhưng giờ mình sẽ bỏ nó thẳng đứng bằng cách là kiếm cái relation thẳng đứng và xóa nó đi. Thì phần này các bạn muốn nó không bị, các bạn có thể vẽ một cái đường thẳng nhưng mà đừng vẽ nó thẳng đứng. Hãy vẽ nó xéo qua một tí thì số cuộc sẽ không nhận. Đây mình lỡ vẽ thẳng đứng rồi cho nên mình phải xóa đi thôi, không có gì hết. Và khi cái đường thẳng này đã màu xanh, tức là mình có thể di chuyển nó được. Và các bạn thấy một điều ở đây, đó là nếu bạn di chuyển cái đường này á, thì cái chi tiết, thực ra cái chi tiết mà các bạn
mirror, tức là các bạn đối xứng nó bị di chuyển theo. Đương nhiên là nó di chuyển cái phần mà các bạn đối xứng qua chứ nó không có di chuyển chi tiết ban đầu. Thì đây chính là bản chất của cái lệnh mirror các bạn. Tức là sao? Tức là tất cả những liên kết nó phụ thuộc vào cái đường thẳng giữa này. Các bạn có thể thấy mình xoay bao nhiêu cũng được, có thể trở về cái đoạn cũ mà. Đó. Thì đây chính là bản chất của lệnh mirror, nó dựa hoàn toàn vào cái đường thẳng mà nó mirror qua. Cho nên nếu các bạn lỡ mà các bạn xóa cái đường thẳng này đi, ở đây mình đang cố tình xóa đi, nhưng các bạn biết là có cái lệnh trim, cái lệnh trim này các bạn có thể lỡ tay sau này các bạn đang dùng, các bạn dùng lệnh trim các bạn xóa đi như thế này, thì lúc này các bạn sẽ thấy là hai cái chi tiết nó không còn liên kết nữa. Thì đây cũng là một cái điểm yếu của lệnh mirror, nó cần cái đường thẳng gốc. Nếu các bạn lỡ tay các bạn xóa đi thì lệnh mirror sẽ mất tác dụng, và cái chi tiết này bây giờ nó sẽ mất liên kết với nhau. Tất nhiên nó không mất đi, nó không báo lỗi ha, đơn giản là hai chi tiết này nó không liên kết với nhau nữa và nó bị trôi nổi. Các bạn thay đổi vị trí của nó, các bạn thay đổi hình dáng của nó như thế này, nó cũng không liên quan đến mặt cũ nữa. Đây là điều các bạn cần lưu ý. Khi các bạn mirror, các bạn biết là sau này các bạn cần giữ lại cho nó luôn luôn đối xứng nhau ở hai bên, thì các bạn phải tránh hết sức việc các bạn làm mất đi cái đường mirror. Và đó là toàn bộ một số cái nội dung về lệnh mirror và bắt đầu một số cái lệnh cấp cao. Thì từ giờ trở đi những lệnh cấp cao sẽ đều có input như vậy. Các bạn chú ý là để ý input nhiều. Bây giờ mình sẽ thực hiện nhóm lệnh tiếp theo. Thực hiện cái lệnh tiếp theo đó là các bạn có thể xóa hết những cái chi tiết cũ đi bằng cách nhấn phím đeo trên bàn phím hoặc là quét và nhấn chuột phải ha. Và tiếp theo để thực hiện cái lệnh nhân bản tuyến tính, mình sẽ vẽ một hình vuông để minh họa cho một tấm kim loại mà trên đó sẽ có những lỗ ốc, và vẽ một hình tròn đầu tiên để biểu thị cho một lỗ ốc. Thì ở đây đối với lệnh linear sketch pattern, tức là nhân bản tuyến tính, nó cũng tương tự như lệnh mirror. Các bạn cũng chọn lệnh và sau đó các bạn bắt đầu chọn những đối tượng. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vô cái phần những cái input của cái lệnh này. Đầu tiên á, các bạn sẽ thấy nó có cái phần direction. Direction này sẽ là cái hướng mà các bạn muốn nó nhân bản theo. Tuy nhiên các bạn cũng có thể hiểu nó là một dạng đối tượng thôi. Thì mình sẽ minh họa luôn cho các bạn thấy. Và các bạn cần để ý đến một số thông tin đầu tiên thôi. Đầu tiên á, trong cái linear sketch pattern này, các bạn sẽ phải chọn cái entities to pattern. Thì cái entities tức là cái phần chọn đối tượng, các bạn sẽ nó sẽ được đặt riêng ở dưới. Các bạn lưu ý cái phần chọn đối tượng nó sẽ luôn có một cái khu vực để đặt riêng nó không có lẫn với những cái điều chỉnh khác, input khác của cái lệnh đó. Thì các bạn hãy kiếm cái chỗ mà entities to, các bạn nhìn, các bạn thường nó sẽ là những cái hộp trống, mình sẽ chọn ở đây là hình tròn. Các bạn thấy nó sẽ bắt một cái hướng đầu tiên cho mình là hướng về phía trục x, trục dương x. Ở đây nó đang quay ngược lại ở đây, các bạn thấy ở cái góc tọa độ thì nó sẽ đi về cái hướng phía bên trái của mình. Nếu mình quay qua bên kia, mình quay cái hình này qua cái mặt phẳng này qua bên kia, thì thực ra nó cũng đang đi về phía bên phải, các bạn thấy. Đó. Và khi các bạn nhân bản tuyến tính thì các bạn thấy chúng ta có những cái input nào, đó là các bạn xem số lượng nhận biết rất là dễ. Số lượng thường nó sẽ là một con số nguyên, và số lượng khởi đầu nó luôn cho các bạn là hai số, cho các bạn là hai số. Và về quy tắc tính số lượng trên cái nhân bản thì các bạn, đối với lệnh mirror thì chúng ta chưa có nói đến số lượng, tại vì mirror thì luôn luôn nó chỉ có là một là cái bản trước cái đường thẳng và một cái bản sau đường thẳng thôi. Nhưng mà bây giờ nhân bản tuyến tính thì số lượng có thể bao nhiêu tùy các bạn. Thì ở đây số lượng nó sẽ tính, mình sẽ giả dụ mình sẽ để là 5 cái. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có 5 đường tròn được nhân bản ra, trong đó bao gồm cái đầu tiên. Thì để các bạn hiểu là số lượng là nó sẽ tính cả cái đầu tiên ha,
chứ không phải là số lượng cái nó nhân bản ra. Nó cũng sẽ tương tự đối với cái lệnh nhân bản theo đường tròn tiếp theo luôn. Thì đây mình sẽ tăng cái khoảng cách giữa các cái nhân bản lên ở ô khoảng cách này. Tiếng Anh nó là spacing. Thì nó sẽ giải thích cho các bạn chỉ chuột vô cái icon chỗ đó. Mình sẽ để khoảng cách là ví dụ là 50, đơn vị của mình đang là mm. Các bạn thực ra có thể để bất cứ cái đơn vị nào các bạn muốn ha. Các bạn sẽ thấy nó sẽ dài ra như thế này. Giờ mình sẽ ấn Enter. Ok. À, ngoài ra còn một cái lưu ý nữa, đó là các bạn sẽ thấy ở đây có một số cái tùy chọn dưới những cái input. Thì đây, mình sẽ nói hoàn đó tiếp theo. Mình cứ hoàn thành cái lệnh đã. Các bạn có thể thấy là bây giờ chúng ta đã có 5 cái đường tròn được tuyến tính ra. Và các bạn thấy là nó không hề có một cái dimension gì đây. Mặc dù các bạn nhớ hồi nãy mình đã đặt cái khoảng cách cho nó là 50 mm đúng không? Nhưng mà ở đây nó không có. Và các bạn có thể thấy một điều như thế này. Mình sẽ thử cầm một chi tiết trên cái đống tuyến tính này và mình kéo nó. Các bạn thấy nó đều thay đổi theo. Tức là những chi tiết này nó đang liên kết với nhau. Ngoài ra về vị trí, nó cũng như vậy luôn. Về vị trí của tổng thể tất cả các những cái tuyến tính nó cũng liên kết với nhau. Và vị trí khoảng cách giữa hai cái chi tiết nó cũng liên kết với nhau. Thì tại vì ở đây nó đang liên kết tổng, cho nên mình kéo nó sẽ đi hết tất cả. Nhưng ví dụ mình sẽ cài nó vào đâu đó, mình cho nó gắn với, mình sẽ fix nó vào đây đi, vào góc tọa độ đi. Thì lúc này mình sẽ thử cầm một trong những chi tiết được nhân bản để kéo nó. Thì các bạn thấy là khi mình tăng khoảng cách giữa hai cái đầu thì khoảng cách của toàn bộ những cái sau nó cũng tăng lên và nó đều nhau. Và đây nếu mình đặt dimension cho nó, mình sẽ quy định được cho nó một cái dimension nhất định. Hồi nãy các bạn thấy mình đặt là 50, bây giờ mình sẽ đặt là 50. Ok. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại với cái hồi nãy. Đó là tại sao khi các bạn nhân bản hồi nãy các bạn đặt 50 rồi nhưng nó không có cài luôn vào đây. Thì đó là cái lý do tại sao chúng ta thực hiện bấm vào lệnh này, chúng ta sẽ thấy nó có một cái hộp ở đây, những cái box ở dưới cái input đó cho phép các bạn cài tùy chỉnh vào đó. Thì ở trong các bạn muốn cài nó là 50, ví dụ như là 50, thì các bạn tích vào cái box dimension x spacing này, tức là các bạn sẽ cài cái dimension cho nó luôn. Vì hồi nãy mình bỏ tích nó cho nên mình để 50 thì nó sẽ hiện sẵn cho 50 cho mình, nhưng mà nó lại không quy định luôn. Thì nếu bây giờ mình tích nó lên, và ngoài ra các bạn sẽ thấy dưới cái phần số lượng này nó cũng có một cái box nữa, đó là display instant count, tức là hiện số lượng đó. Các bạn tích luôn vô, và lần này mình lại nhấn lại những cái entity, một cái đầu tiên này để nhân bản nó hướng ra tiếp theo ha. Mình tăng số lượng một chút thành 5 cái nữa. Rồi, chúng ta ấn Enter, các bạn có thể thực hiện tùy chỉnh và vạch vạch trong này nó vạch vạch nó rất là dễ ha. Các bạn không cần phải lúc nào cũng làm theo mình, cái hình vẽ các bạn có thể vẽ bất cứ hình nào các bạn muốn. Thì đây các bạn sẽ thấy là lúc này cái khoảng cách nó đã được hiện ra ở hai cái vạch đầu tiên và số lượng nó cũng hiện ra luôn. Và các bạn có thể thay đổi số lượng luôn tại đây. Mình sẽ cho là 8, các bạn sẽ thấy có hai cái nữa nó hiện thêm. Và mình thay đổi khoảng cách bằng dimension. Và tất nhiên là số lít vuông mặc định thường nó sẽ cho các bạn cái số 8 này thôi, nó không cho khoảng cách. Tất nhiên là mình đã tích rồi, khi mình bấm lại nó sẽ hiện ra sẵn. Khi các bạn làm, các bạn hãy để ý bên mình nó đang tích chưa hay chưa, để tùy chọn, tùy biến cho cái lệnh đó. Thường thì mình khuyên các bạn là nên để số thôi, dimension, tức là khoảng cách, spacing của những cái vạch nhân bản các bạn có thể để sau cũng được. Thì đó là cái các bạn nên lưu ý để làm cái lệnh nó thuận tiện hơn. Rồi, các bạn có thể nhân bản các cái
vạch này bao nhiêu lần tùy thích các bạn ha. Các bạn có thể thấy là hồi nãy mình nhân bản ra 5 cái, sau đó từ cái thứ 5 mình nhân bản lên tiếp nữa ha. Và mình thử một trick nữa, một trò nữa là mình hãy nhân bản đống này lên trên thành một dàn luôn và thực hiện lại. Và chọn cái ô để tất nhiên là input để những cái đối tượng mình muốn nó nhân bản lên ha. Mình sẽ quét nó thôi. Hiện tại máy mình nó không cho quét, mình có thể chọn từ từ được. Các bạn lưu ý bây giờ mình sẽ đi vô cái phần hướng luôn. Thì ở đây hồi nãy có hai input đầu tiên đó là khoảng cách và số lượng thì mình đã đi qua rồi. Nhưng có một cái ô về hướng là đây mình chưa có nói tới. Tức là đối với lại nhân bản tuyến tính này thì các bạn lưu ý là ở đây nó có một cái hộp hướng. Và hướng này nó ghi là x-axis, tức là trục x. Thì các bạn sẽ thấy là nó đang nhân bản theo hướng trục x này. Và mặc định của nó là theo trục thì phải là theo hướng dương các bạn ha. Thì nó sẽ tự theo hướng dương. Tuy nhiên các bạn muốn đổi chiều theo hướng âm, các bạn hãy ấn cái mũi tên này, nó sẽ có là reverse direction, tức là đảo chiều. Các bạn sẽ thấy nó đảo lại. Tôi sẽ ấn lại cho các bạn thì ở đây á, các bạn sẽ thắc mắc là cái hướng này mình có thể chọn tùy chọn hướng nào cũng được không? Đúng, mình có thể tùy chọn hướng nào cũng được. Nhưng mà đối với cái hộp đầu tiên này á, nó sẽ luôn là x-axis hoặc là y-axis. Các bạn có thể chọn trục y luôn cũng được. Nhưng mà vấn đề với SolidWorks là cái lệnh này á, nó chỉ cho phép các bạn chọn trục x hoặc trục y là móc thôi. Và sau đó các bạn muốn đổi hướng của nó thì các bạn phải dùng đến cái số độ ở dưới này. Tức là các bạn phải chọn cái trục làm móc và sau đó muốn đổi hướng của cái nhân bản thì các bạn phải đổi hướng theo theo cái số độ tương đối với trục đó. Thì ở đây nó đang là 360 độ. Mình sẽ thử tăng nó lên. Thực ra là giảm nó, chỉ từ 0 đến 360 là xin lỗi các bạn ha, sẽ giảm nó xuống. Các bạn sẽ thấy các đường tròn nó bắt đầu bị xoay, mình sẽ zoom vào một cái ha. Đó, nó sẽ xoay theo. Và các bạn sẽ thấy là khi mình giảm nó đi xuống đúng không, thì bây giờ mình muốn nó quay 90 độ sẽ là 360 trừ 90 tức là còn 270. Các bạn thấy lúc này cái hình tròn nó đã quay xuống dưới theo hướng vuông góc. Bây giờ mình tăng khoảng cách lên, khoảng cách nó luôn mặc định ở đây là 10 ha các bạn ha. Các bạn mỗi lần các bạn thực hiện lại nó sẽ tự reset lại. Các bạn phải luôn chọn lại khoảng cách và để ý những cái input bên trái như mình nói hồi nãy, từ những cái nhóm lệnh này trở đi các bạn phải kiểm soát cái đầu vô của cái lệnh đó. Để có một chi tiết mình chưa chọn các bạn bỏ qua, mình sẽ thấy mình sẽ tăng số lượng lên. Thì cái số lượng này á, các bạn sẽ bây giờ nó sẽ không phải là số lượng của một cái chi tiết nữa, mà là nó là số lượng mà nó sẽ là số lần các bạn muốn nhân bản đó. Các bạn thấy mình quét ở một lúc lúc đầu cái nhóm chi tiết mình nhắm tới có tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hình tròn. Thì lúc này khi các bạn nhân bản lên 4 lần thì sẽ là cái số 7 hình tròn đó nhân nhân lên, thì nó sẽ ra được một dàn hình tròn như thế này. Thì đây là bản chất của lệnh linear scale pattern ha. Các bạn có thể thấy là cái lệnh này ứng dụng đến rất nhiều nơi ha. Các bạn sẽ dùng cho những cái lỗ bắt ốc mà nó trải dài này, rồi những cái chi tiết nào mà nó trải dài như vậy các bạn đều có thể làm được hết. Mình chỉ lấy cái lỗ bắt ốc là một ví dụ thôi vì nó khá là phổ biến. Bạn có thể tùy chỉnh theo bất kỳ cái nào các bạn muốn. Đó là toàn bộ về lệnh linear scale pattern. Và bây giờ để tiếp tục, mình sẽ xóa cái đống này đi. Các bạn có thể để xóa, các bạn quét toàn bộ và nhấn chữ delete trên bàn phím của bạn hoặc là chuột phải và nhấn delete có dấu x đỏ. Yes to all, tức là xóa tất cả. Ở đây là một cảnh báo, và khi các bạn xóa một cái chi tiết trong số cuộc, nó sẽ cảnh báo các bạn vì những cái chi tiết đó được liên kết với nhau. Nếu các bạn xóa một chi tiết thôi, nó sẽ làm mất liên kết. Cũng giống như cái chuyện hồi nãy mình nói liên kết với nhau á, và xóa cái miro, xóa cái đường miro thì nó sẽ mất liên kết. Thì bây giờ mình đang muốn xóa hết, mình cứ yes to all thôi ha. Thì hồi nãy mình có quay cái góc tọa độ trong 3D này nó đi qua lại. Và lưu ý các bạn muốn nó quay trở về cái mặt phẳng mình đang vẽ ha. Và chỉ cần bấm vô cái sketch mà nó đang hiện ra đó, là các bạn đang vẽ trên sketch này, trong môi trường sketch này, chuột phải và nhấn normal tool là mình sẽ quay về cái hướng chính chính diện với mặt phẳng đó để vẽ. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với cái lệnh
đó là nhân bản theo đường tròn. Thì đang nhân bản theo đường tròn, mình sẽ làm việc với những chi tiết hình tròn có tâm. Thì cũng tương tự như lại linear scale pattern, tức là nhân bản tuyến tính, thì bây giờ nhân bản theo đường tròn tức là circular pattern. Để truy cập cái lệnh này, bạn phải bấm vô cái mũi tên trỏ xuống ở trên cuối cái lệnh linear scale pattern này nó mới hiện ra. Tại vì hai lệnh này nó tương đồng với nhau cho nên người ta nhóm nó vào một chỗ để cho nó đỡ tốn diện tích các bạn ha. Thì chúng ta thực hiện lệnh tương tự. Tôi bấm vô lệnh thì lúc này cái thanh hiện ra và mình sẽ tiến hành đi nói về cái thanh input này ha. Đầu tiên á, thì các bạn thấy là về mặt hình học thì đã nói đến hình tròn thì các bạn phải có tâm. Các bạn muốn biết là muốn nhân bản cái vật xoay quanh hình tròn nào thì các bạn phải có tâm. Đầu tiên mình sẽ vẽ cái hình một hình cái hình cái đĩa đi, ví dụ là cái đĩa đi, và có một cái đường, có một cái đường tròn nhỏ, giả sử là lỗ ốc mình cũng là lỗ ốc luôn, và mình muốn nó trải dài theo xung quanh cái đĩa này. Mình tương tự mình cũng chọn lệnh, sau đó chúng ta bắt đầu. Rồi đối với hình tròn nhân bản tuyến tính theo đường tròn đó, các bạn hiểu là theo mặt về hình học đó, các bạn input các bạn phải cho cái máy nó hiểu. Tất nhiên là nhân bản tuyến tính theo đường tròn, các bạn phải có cái tâm của cái hình tròn mà các bạn muốn nó tuyến tính theo. Thì đây mình sẽ chọn cái đường tròn là cái đường tròn lớn này, và tự nó sẽ bắt cái tâm đường tròn cho mình luôn. Và sau đó là các bạn bỏ qua x với y này ha, thì đây sẽ là cái center, cái độ lệch tâm của bạn. Sau này các bạn sẽ có nhiều trường hợp các bạn sẽ muốn chọn cái tâm rồi, tuy nhiên các bạn muốn nó lệch qua một xíu nữa cơ, thì mình sẽ miêu tả sau ha. Ở đây mình sẽ là những trường hợp mà phổ biến nhất thôi. Thì ở đây ngoài cái chọn point ra, các bạn sẽ chọn cái số độ ha. Thì ở đây á, các bạn sẽ thấy này, mình sẽ trước hết các bạn chọn cái entity to button đã. Các bạn sẽ thấy cái chỗ là các bạn chọn entity, tức là cái đối tượng các bạn muốn nhân bản lên luôn. Ở đây nếu nó bắt sẵn cho các bạn cái vật gì đó các bạn chưa muốn chọn ha, các bạn hãy xóa nó đi. Tại vì hồi nãy mình nhấn vào cái vòng tròn cho nên nó đã chọn cái vòng tròn này là cái vật mình muốn nhân bản luôn, nhưng thực ra mình không muốn nhân bản cái vòng tròn lớn này, mình đang muốn nhân bản cái vòng tròn nhỏ này cơ. Mà click chuột phải clear selection sẽ là xóa hết các bạn ha, delete mới là xóa một cái. Nếu mà trong trường hợp các bạn dùng, các bạn muốn xóa một cái, các bạn nhấn delete, clear hết luôn. Rồi mình sẽ chọn lại. Ở đây nó sẽ hiện ra là arc 35 ha. Thì đó là một cái định danh cho cái vòng tròn thôi, không có gì hết. Thì đây các bạn sẽ thấy nó hiện ra review ha, và có một cái vòng tròn nhỏ nữa hiện ra. Thì đây nó sẽ không hiện ra cái vòng tròn này khi các bạn làm xong đâu các bạn ha. Là cái vòng tròn cho các bạn thấy là nó sẽ nhân bản theo cái đường này thôi. Rồi sau đó chúng ta quay lại cái phần trên này, bạn sẽ thấy là nó có số độ và có một số cái tùy chọn ở dưới số độ này nữa. Ở đây chúng ta sẽ nói về cái số độ này. Số độ này á là cái số độ tổng thể mà các bạn muốn nó nhân bản. Mình sẽ giảm số độ này xuống còn 90. Các bạn sẽ thấy ở đây ô số lượng thì mình không nói nữa ha. Các bạn có thể thấy ô số lượng này nó hiện ra number of instance, tức là số lượng của cái chi tiết nhân bản đó. Nó cũng là bốn cái như y chang như linear scale pattern. Các bạn sẽ nhận biết được cái ô số lượng này rất là nhanh thôi. Và đây các bạn sẽ thấy là 90 độ này nó xảy ra trong cái khoảng nhân bản của cái vật luôn. Tức là trong cái khoảng 90 độ này các cái vật sẽ được nhân bản theo đường tròn 1/4 đường tròn. Tức là 90 độ này là tổng số độ mà cộng của những cái vật nhân bản này lại chia đều ra. Đó, thì cái này nó có là vì cái lựa chọn equal spacing này. Tất nhiên á là bạn sẽ thấy là nếu như mình tăng số độ lên đó, các bạn sẽ thấy nó sẽ tiếp tục tăng lên, nhưng mà khoảng cách theo độ giữa các cái đường tròn mình đang cái chính này nó à xin lỗi các bạn đang circular này nó không có thay đổi. Thì đây chính là đặc tính của cái lệnh này. Vậy thì thường trong trường hợp bình thường các bạn làm á, thì thường là các bạn nếu mà các bạn nhân bản theo đường tròn thì thường nó đều nhau. Khi đó các bạn chỉ cần để 360 độ thì tự nó sẽ chia đều ra cho một đường tròn luôn, tính cả vật đầu tiên, ví dụ là bốn cái. Các bạn có thể tăng số lượng lên 6 cái, nó vẫn chia đều ra cho các bạn. Mình sẽ kết thúc lệnh để xem trước các bạn ha. Đó. Và đối với nhân bản tính tính theo đường tròn này thì nó
nó cũng không có cái số độ hiện ra ở đây sẵn. Tất nhiên là nó vẫn có cái số lượng à, các bạn có thể thay đổi ở đây. Mình vừa tăng số lượng lên 7 và các bạn thấy nó nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ Ctrl Z để quay lại cái trạng thái ban đầu khi chưa thực hiện lệnh. Thì chúng ta để nói thêm về một số cái tùy chọn trong đây nữa. Ở đây các bạn thấy những cái ô tương tự như là Linear Sketch Pattern. Đây cũng chính là những cái ô mà để các bạn chọn ha, chọn tùy chỉnh cài cho cái lệnh đó những cái dimension. Thì đây là dimension angular spacing này. Thì cái dimension ở đây có nghĩa là các bạn cài cái số đo cho nó luôn, tức là các bạn giới hạn nó lại luôn, không có để cho nó chạy tự do nữa. Thì các bạn khi các bạn ấn vô và mình tiếp tục tiến hành thực hiện lệnh ha, mình chọn cái đó. Và preview tức là xem trước của mình đây là bốn cái ha. Và mình chọn thêm là dimension radius. Các bạn sẽ thấy ở hai cái có hai cái nó sẽ ràng buộc cho mình, đó là radius tức là R bán kính mà để mình nhân bản đó, và khoảng cách theo độ. Thì lúc này nó sẽ hiện ra ở đây các bạn thấy đó, nó sẽ có cho các bạn một cái bán kính luôn và nó có cho các bạn cái độ khoảng cách giữa từng cái và cuối cùng là số lượng. Và các bạn có thể giảm cái số độ này lại còn 80 chẳng hạn, các bạn sẽ thấy nó giảm xuống, cả ba cái đều giảm xuống. Tất nhiên là giảm đều nhau, ba cái nó vẫn cách nhau đều. Và đó là về cái lệnh circular pattern. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã tham gia bài giảng. Hẹn gặp lại các bạn vào lần tới.